đấy. Mũi khoan. Mũi khoan tết tóc hoặc là vắt nước. Tác phẩm mũi khoan. Vắt khăn mặt, mỗi sáng dậy là vắt phát. Đấy, nhưng mà bây giờ nó lớn nó thành như này. Vắt. Mỗi con là không hay gì. Vắt nước. Đồng báo giá là bao tiền cây anh? 2,5 triệu cây. 2,5 triệu một cây. 2,5 củ một cây. Có gì? Hùng đen này không đi hả anh Trung? Hùng đen này bảo đi mà không đi nhỉ? Độ này thấy vật tường một tiếc nhiều lắm. Ổi ghê đấy nhỉ. Cái đẹp đấy anh. Ổi kìa, đây là dây này. Ổi của anh ở đây. Cái xe này xe của Tuấn. Ông xe của Tuấn. Kim nhờ Tuấn ở đây chơi xe kìa. Tuấn ấy. Tuấn ở Thường Tín. Nhưng mang có mỗi cây đi sao? Mỗi cây. Cái ổi đây xem trực tiếp đẹp hơn anh nhỉ? Hôm trước em thấy anh ở trên không đẹp mấy, nhìn ngoài đẹp hơn. Có phải mà anh bảo cái ổi Long Đào đấy đúng không? Đấy. Đó này. Cây gì đấy? Đẹp nhỉ. Bao tiền anh, bao giá cho anh em? 7 triệu. 7 triệu. Ổi Long Đào. Ổi găng Long Đào em. Bàn tay Phật. Bàn tay Phật. Đấy chỗ này to to tí là ngón tay được. Ngón tay như này. Đấy. Bàn tay. À đâu. Bàn tay này bàn tay quỷ dữ. Nhiều sẹo đây rồi. Khai thác ở rừng núi Bắc Cạn đấy. À. Sao đi đánh bắt xa đi anh? Anh em ở trên đấy khai thác thì mua đa cho nó 33 cho em bán không thứ nhất đấy. Để xem mặt sau xem, tí nữa quay mặt sau. Quay mặt sau không? Vâng, đây, làm cho nó góc cạnh tí. Đây, để cái chậu này nó không hợp. Đúng rồi. Đang đặt cái chậu ở nhà rồi. Bàn tay quỷ dữ. Em bước em không, em không cho chuyển. Đẹp quá. Ổi Long Đào. Thơm lắm. Quả chín thơm lắm, đẹp. Nói chung là bọn anh thì xong. Đấy, con đá này đá tự nhiên đúng không? Đá tự nhiên. Rồi. Đây là si, đây là bao tiền anh? Tay chuột đấy. À, bao tiền nhỉ anh nhỉ? Này 2.8. 2.8. Cái đèn nào? Không, em lắm. Cây đẹp, trọng đẹp, việc chơi. Sạch sẽ, chạy sạch sẽ. Túc, túc. Đa quả ấy. À, hay quá. Đấy, đang có 2 quả rồi. Thế thì yên tâm, cây này lúc nào ra quả. Già rồi. Chưa có quả thì lâu. Có quả rồi thì... Có quả rồi là không phải lo. Cây này là bao tiền đây? 4 triệu. Đấy, đi mà một người bên là mãi rồi. Hàng này là hàng cũ hàng chậu đấy. Chơi chuyển chậu cho nên bắt ủ sơ dư rồi. Hàng chậu. Đây chậu xi măng thì dòng lâu mới chuyển cho cái chậu gốm. Cây này thì hôm trước có quay rồi, nhiều anh em thích đấy. Du. Du đợt trước báo giá rồi. Vâng, báo giá rồi, báo giá đợt trước rồi. Trồng mộc mai. Chợ này chắc họp đàng hoàng rồi nhỉ? Si Si hút đỏ ấy. Đấy, này bao tiền anh?
mang tên là mang tiền cho mình. Cái này bao tiền nhỉ? Cái đây à? Này 4 triệu. Đấy, đẹp đấy. Cháu mua mất 1,2 triệu rồi. Không nào thích về làm lùn cắt ngắn ở đây nữa. Đẹp, đẹp luôn. Lùn được luôn. Ngồi nằm luôn vào viên đá thấm. Dễ là xòe nhỉ. Nhiều đầu đây. Nhiều đầu. Trực làng này. Chậu ra lươn. Chậu ra lươn này đắt hết nhỉ? Chậu này đắt hết. Chậu Quảng Ninh. Chân hoa. Chậu mấy chục năm, đồ cũ. Ra lươn, đẹp. Rồi. Khu cái đấy về bắt ghép rồi đấy. Đây, đây là xe quê rồi. Điền đấy, điền mà nó cắt chuỗi hết. À điền à? Quê của anh à? Ừ. Nó tách từ cái tử ra không? Nhìn em tưởng xung quê, điền. Tự nhiên như điền này. Vừa lại bắn xong rồi, bây giờ cắt chuỗi hết cả đấy. Tử cái gì? Tử trùng này. Đây. Hoa xưa này bao nhiêu? Làm thế. Hoa xưa. Trùng. Hoa xưa bao nhiêu này? 400. 400. Đấy. Rất mềm. Mềm như hoa sữa. Cái này ở đông này anh. Đấy. Dễ này. Dễ thói từ cây này anh hơn 2 năm rồi mà. Cái loại này dễ sống lắm. Dâm cảnh không sống. Quẩy. Cây thả nước ấy, nên là nó mát nó... Hoa sữa lại nhớ mùa thu rồi. Mùa 4 năm lượt rồi. Đuối. Anh lấy ghế nhận được rồi. Đi vào vậy lấy 1-2 cái. Này. Đói giả đấy. Bày em rút lại lấy cái. Về 4 cái. Ghế mới nhỉ, chỉ để cây nhỉ. Đây 3 cái. Hai con này lại giống nhau. Đây có 2 xe tải. Bên kia hàng cục, hàng... Nhiều tiền rồi. Đây. Cái này là bao nhiêu đấy anh Việt ạ? 550. 550. Ôi giời, quá đẹp. Cái này không có mai. Có mà. Cũng quá. Cây ế. Cái rô ấy. Đâu? Biển to này. Lai kim. Lai kim phải nói. Vâng. Lai kim phải nói. Đây cây cũng có cả. Cây anh. Mang mỗi cây đi được. Mấy cây nhỏ anh bán rồi. Ngồi như thế. Cái này thì bằng tiền mà. 25 triệu. Đây bà ấy nhỉ. Đây à? Nhà vườn nhà mình đây à? Cái này bao nhiêu? Rồi ok. Cái này lên 6. Có gì alo luôn. Đấy alo. Cây cao độ khoảng 1m2. Tổng chiều cao nó chắc khoảng tầm 1m2, 1m3. Vừa tầm chơi đẹp. Từ mặt chậu lên. Ba thân. Phúc lộc cọ. Đang, này đẹp lắm. Đang rất nhiều quả. Mặt bên này rất là đẹp. Dạ. Đang rất nhiều quả. Đấy, bắt chủ cây. Cây 400 ạ. Rất là mồ. Bác bỏ trâu ra. Gốc rất là mồ. Đi chợ vui. Vui quá. Vào em ra em vui. Có dám mua cây nào đâu. Đi chợ cho vui thôi. À cái này hôm trước có vào nhà quay đây rồi đúng không?
Cái hoa giấy này có giá bao nhiêu quên mất rồi. Đấy, anh Việt này. Giấy lão này. Giấy lão. Cái này cái đợt mà nó hoa nó kín rồi nhỉ? Kín hoa. Có giấy được đây. Hết vừa rồi, kín hoa mà. Tím này. Tím. Tím Huế. Tím Huế mộng mơ. Bán ở đây thì bán một thu anh cả. Ngược trái. Đấy, lượt kêu. Nay chợ đàng hoàng họp rồi. Dừng si. Ok rồi, cái mặt giấy đẹp. Cảm ơn anh Việt nhé, để sang cho chỗ khác tí. Để sang chỗ khác quay thôi. Nhưng mà cháy nó nhỏ dần, nhỏ dần. Không phải là cháy to. Chú Xuyên bán chơi. Nhất trí bác, đấy bộ ba. Bộ ba ổi độc đáo. Đấy. Mũi khoan. Mũi khoan tết tóc hoặc là vắt nước. Tác phẩm mũi khoan. Vắt khăn mặt, mỗi sáng dậy là vắt phát. Đấy, nhưng mà bây giờ nó lớn nó thành như này. Vắt. Mỗi con là không hay. Vắt nước. U đồng báo giá là bao tiền cây anh? 2 triệu rưỡi cây. 2 triệu rưỡi một cây. 2 củ rưỡi một cây. Đây, ở dưới. Đây. Quả đào quý. Già. Quả găng lòng đào. À, cũng lòng đào luôn. Lòng đào. Con này là vắt ghê gớm nhất đây. Đây, ngày xưa là vắt vào cả một cây gì đấy đây. Đấy, bây giờ là cây này nó bị bóp chết rồi. Quấn vào cây này vắt. Đây đấy. Con chăn này con lặn đi rồi. Con ngồi. Xong rồi nó ăn dần. Nuốt nuốt chết. Hay quá. Giờ nó đến 4 tháng rồi đi. Ăn ra từ nửa sau rồi đổ quá rồi. Đấy. Chợ bắt đầu đông rồi nhưng mà chả thấy giao dịch gì cả. Đừng yên tại chỗ. Này. Ổi không ạ? Ổi ổi. Đấy. Hai đang đang dừng Bắc Cạn đấy, mình có cái loại này. Loại này chẳng khai thác cái này lấy đâu ra. Mình trồng không ra được. Trồng không ra được. Mình chỉ có trồng bia, mình rượu. Chuẩn. Đúng không? Quá chuẩn. Ông xem có trồng được cây gì tiếp không? Hả? Ông xem có trồng được cây gì tiếp không? Ừ, đang còn xem nhau à. Vâng. Đấy. Này nắng nôi này mà ông cũng ra. Này. Đâu? Úi dồi, ông này múc cái chuối kìa. Kinh quá. Chúc mừng giao dịch thành công. Nhiều quà nhỉ. Úi dồi, lên đường rồi, hay quá và có duyên quá. Lên đường rồi chưa nào? Tôi lấy được bao nhiêu đây? Để cho ông anh mình tới. Hay đấy nhỉ. Đấy, cây đấy mà lên đường được thì cây này không có cớ gì mấy cây này không lên đúng không? Bán con quăng xe. Cái này là cây danh cành không?